Trung tâm Môi trường Nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa phối hợp Hội Nông dân tỉnh An Giang và Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị tập huấn chuyển giao hướng dẫn kỹ thuật xây dựng mô hình điểm về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ cho hơn 150 cán bộ hội viên nông dân xã Long Giang, huyện Chợ Mới. Ông Phạm Chân Thiện, Giám đốc Trung tâm Môi trường Nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Lê Phước Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang đã đến dự. Tại hội nghị, ông Phạm Văn Thiện, Giám đốc Trung tâm Môi trường Nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, thời gian qua, các cấp hội luôn tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm, thành lập các tổ tự quản, câu lạc bộ nông dân tham gia bảo vệ môi trường để tổ chức cho cán bộ hội viên, nông dân tham gia phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và bảo vệ môi trường. Đặc biệt trong năm 2023-2024, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tiến hành triển khai dự án hỗ trợ xây dựng mô hình điểm của Hội Nông dân tham gia phân loại thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt hữu cơ ở nông thôn. Đây là lần đầu tiên được triển khai xây dựng mô hình điểm về lĩnh vực bảo vệ môi trường ở cấp xã có quy mô lớn và xã Long Giang, huyện Chợ Mới là một trong 8 xã thị trấn được lựa chọn xã điểm tham gia dự án này. Góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, xử lý các vấn đề tồn tại đối với rác thải sinh hoạt nông thôn. Tại hội nghị, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã bàn giao trang thiết bị và vật tư cho các hộ dân gồm 2.000 thùng đựng rác 160 lít, 500 thùng đựng rác 120 lít, 15 xe vận chuyển rác và 4.000 gói chế phẩm vi sinh cho các hộ dân tham gia mô hình với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, cán bộ hội viên nông dân còn được giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tập huấn hướng dẫn quy trình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, cách lắp đặt, sử dụng các trang thiết bị, chế phẩm vi sinh và hướng dẫn kỹ thuật lên men xử lý chất thải sinh hoạt thành phân bón hữu cơ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị, trong thời gian qua, hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới thật sự là luồng gió đổi mới, làm thay đổi diện mạo của các xã vùng nông thôn của huyện Phú Tân. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới mang đậm dấu ấn, vai trò quan trọng của các cấp hội nông dân huyện Phú Tân. Là xã nông thôn của huyện Phú Tân, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2022-2024, Hội Nông dân xã Phú Thành đã tích cực tuyên truyền đến hội viên nông dân về nội dung ý nghĩa và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vận động nông dân đóng góp thực hiện các công trình phần việc nông thôn mới, các công trình phúc lợi xã hội như xây cầu bê tông, sửa chữa cầu gỗ, kiên cố đường cộ nội đồng, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, rải đá các đường cộ để nông dân vận chuyển nông sản thuận tiện, trồng cây qua giấy các tuyến lộ, tạo vẻ mỹ quan trên 3 tỷ đồng. Thì các hội viên nông dân đã tích cực tham gia đóng góp để xây dựng cầu đường và nhất là những cái đường mà cộ nội đồng để cho bà con đi lại cũng như vận chuyển cái nông sản được dễ dàng. Trong cái 2 năm qua thì đóng góp ở địa phương là hơn 3 tỷ. Trong đó thì có chỗ Mạnh Thường Quân là chỗ anh Trần Hữu Nghĩa. Anh đóng góp là rất là nhiều đối với các cái công trình nông thôn mới của địa phương như là xây dựng cầu, rồi làm cái tuyến đường đèn năng lượng mặt trời, rồi những cái đầu nối đường cộ để cho bà con nhận chuyển cái nông sản được dễ dàng. Cái con đường cộ này khi mưa gió bà con nông dân vận chuyển nông sản rất là khó khăn, có chợt lên té xuống. Thì qua vận động đó thì tôi thấy chương trình này có ý nghĩa và tôi tự nguyện xuất số tiền ra để mình làm cái đầu đường cộ để cho nó bà con lưu thông nó vận chuyển nông sản nó dễ dàng hơn. Của mình chính xác là 45.581.000. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân quản lý và dân hưởng thụ, Hội Nông dân huyện Phú Tân đã tạo được các phong trào sôi nổi do chính người dân tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, từ năm 2022 đến nay, nông dân tự nguyện hiến đất trên 20.500 m², thực hiện mô hình đường qua, tham gia thực hiện trên 46 công trình phần việc, xây dựng mới, sửa chữa 6 cây cầu, nâng cấp 7,6 km đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, lắp đèn thắp sáng các tuyến lộ nông thôn, với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng và 19.279 ngày công lao động. Từ đó, làm cho bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc. Huyện Phú Tân hiện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong cái phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi thì đặc biệt là
cái phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới thì bà con cũng hưởng ứng rất tốt, nhất là tham gia đóng góp tiền hiện vật từ ngày công lao động để tham gia xây dựng và thực hiện các cái công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Các cái công trình mà nông dân thực hiện đó thì thường là các cái công trình như là tu sửa các cái đường, mà trong đó trọng tâm nhất là các cái hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng. Có thể nói, các cấp hội nông dân trong huyện Phú Tân đã và đang phát huy tốt vai trò nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, từng bước nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các hội viên, góp phần tích cực trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn vừa phối hợp Ban Giám đốc và Công đoàn Cơ sở Xí nghiệp Môi trường Đô thị Tri Tôn tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn cho đoàn viên, người lao động của xí nghiệp. Đây là dịp để người lao động, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp cùng nhau tạo nên bầu không khí đoàn kết, gắn bó và chia sẻ. Với 40 suất ăn được bổ sung nhiều món ăn ngon giúp đoàn viên người lao động có bữa ăn ngon đủ chất dinh dưỡng, mỗi suất trị giá 70.000 đồng, trong đó Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 50.000 đồng, còn lại do đơn vị hỗ trợ. Tuy chỉ là bữa cơm như những ngày bình thường nhưng chứa đựng sự nghĩa tình, sự quan tâm chăm sóc của xí nghiệp và tổ chức công đoàn đến với công nhân lao động. Tại bữa cơm, Công đoàn Xí nghiệp Môi trường Đô thị huyện Tri Tôn chúc mừng đồng viên người lao động và ôn lại kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn cũng tặng 5 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng và 4 bộ áo dài cho nữ công nhân lao động của xí nghiệp trị giá 1.200.000 đồng.